Dạ em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Nêm Sắc Đức Thắng nha bà con. Tối nay mấy cậu cháu em lên hai cái máy này với hai cái máy nữa là cậu cháu em kết thúc ngày làm việc hôm nay cô chú. Còn chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em cô chú ơi. Nhiều cô chú nói hoài luôn mà em cũng quên hoài luôn. Cô chú kêu Thắng ơi nói cái địa chỉ của em để cho anh em như cô chú mình có khi gần là chạy qua coi. Còn số thì cô chú thì ngại, tại sợ sao quá hỏi cái không mua kỳ. Hồi nãy như video trước em có chia sẻ, bị em còn rất là nhỏ tuổi. Chứ cái thứ hai nó là bên em thích rất là quý à, nó quen rất là cô chú ơi. Cô chú nào mà coi vừa bụng thì cứ cỡ khoảng 9-10 giờ đêm, 10 rưỡi luôn là cứ alo cho em trực tiếp thoải mái, đừng ngại ngùng gì hết. Em ngủ trễ dữ lắm luôn, bởi hai con mắt em rất nó đen giống như là cây sắn á, có người ta kêu gấu trúc á, mà em hút gấu trúc rồi hai con mắt em nó thành hai cái khoen rồi, nó quen nó ngộ vậy đó cô chú, thức ngủ sớm cũng không được nữa. Bây giờ em lên con đầu tiên của buổi tối này là con này là SS50. Cái này em cũng xin chia thẻ thật lòng luôn, là mấy này khách chốt rồi, chuyển tiền cho em rồi, mà nhưng hổm gài là chắc có lẽ là do sơ sức là bên em hổm gài thiếu thợ cô chú ơi. Có nên thừa làm người công chuyện rồi, thêm với em đang vô mùa nữa, gửi hàng có chỉ nãy hay là anh này anh ông anh ông ảnh nói chung anh thương mình, anh cũng nói khéo là bây giờ là giống như nó muốn quà vụ mà tới hơn chốt không gài cũng 3 ngày em chưa gửi được cho anh. Để nói Thắng ơi gì anh giờ anh không có làm lúa nữa hay là cái đường gì đó, xe gì vô không được thì anh không có xài nữa, cho anh gửi lại. Em thông cảm, anh chịu tiền ship, anh có cọc em 400.000, rồi em cũng trả cọc anh lại luôn anh em, trả cọc lại bên em. Nói chung là tin tưởng em rất là vui, nhưng mà em cũng nhận khuyết điểm là bên em còn sơ sức vấn đề mà vận chuyển, còn sót đơn cô chú hoài, mong anh em như cô chú bỏ qua ha. Hồi nãy anh gửi cho 400.000 nhưng mà bên em không có nhận. Bây giờ em đăng lại cho cô chú cũng như anh em mình tham khảo nè. Cái này là cái dân ma SS50. Máy này thì bên em có thay một bộ lọc dầu nè, cô chú nhớ lưu ý nha, cái nước rất là đẹp. Rồi thay nguyên bộ hơi luôn cô chú. Bạc sơ mi bê tông nói chung là nguyên nùi á. Đáng lý bữa hổm là máy này thay bê tông với bạc không à, nhưng bị gì nhà em có bán. Có đủ đồ gần thừa nè, đó anh này nè. Anh hứng nó lùa vô hơi bạc bê tông anh làm một tăng luôn, em hỏi rồi gọi em nó muốn xỉu rồi. Bị thay nhiều gì thì bán là chắc ăn là đổ á. Nói chung là bán máy này là đổ rồi nè cô chú. Thì ở gió bên em cũng gắn lại nè. Thì anh Thanh này hộ lúc anh mua em anh nhờ gắn này, mấy cái này thì bên em gắn đầy đủ hết. Cốt thì hoàn toàn bên em không có đụng chạm cô chú, bảo đảm cô chú là nguyên si. Nhưng máy này là có thay bạc sao bị bê tông hết. Bây giờ để em nhờ thừa test hàng cô chú mình nha. Hôm gài là gì em với em bị bệnh, hôm gài mấy ngày nay em quẹo cù lách, thì công chuyện nó dồn vô mấy anh em ở đây nè, làm không kịp. Tôi biết tới rồi, nằm đóng không, ban ngày em đâu nổi đâu, giết chiều nè mới xuống quay với cô chú được nè. Cô chú bơm nước ruộng ba cháy luôn á, nhưng mà cô chú nhớ lưu ý cái máy này đi cô chú mua về cô chú chạy vô đây, cái máy này mới thay bô hơi nè, cái máy bạc có tông lùa hết luôn á. Nghiệp ông anh em nhắn tin cho em cái một cách chân tình luôn á, là anh gửi tặng cho mấy anh em ở đây uống cà phê chứ anh không lấy, nhưng mình buôn bán làm ăn mà anh em tin tưởng mình không có gửi đúng thời hạn là mình cũng cái sai lầm của mình anh em. Nói chung là cái khuyết điểm của mình, anh em quý mình cái nào thì mình trân trọng cái phần đó. Rồi em cũng cố gắng thuyết phục anh cỡ nào em cũng trả tiền lợi hết. Rồi em giờ em đăng lại em bán cho cô chú nè. Ok luôn cô chú ơi, này cô chú về bơm nước là thấy đi sáu mình là ngon cơm á, nhưng mà mình chạy bơm nước nhỏ nhỏ thôi, mình chạy cho nó ôm cái nồng rồi cỡ khoảng 4-5 tiếng hồi sau cô chú chạy lớn nha,
để vừa lên cái máy được rồi. Rồi nhờ em tắt được. Máy này gạt quay chạy. Gạt quay chạy hả? Trời ơi, giờ anh thấy mấy anh em có sức thì gắng giữ gìn nha thưa ơi. Giờ mình không có sức là nhìn thấy mấy anh em phí sức lực uổng quá à. Giống như qua nói. Hơi quá trời à. Em cực kỳ. Em cực kỳ luôn. Trời ơi, quay con người đấy. Có tay luôn. Cuối cùng mà không quay được mình có xếp đất anh thừa luôn. Báo quá. Thôi đâu anh thừa. Báo quá. Rồi em xin quay lại một lần nữa. Nhờ em nghiêng ra trước giùm anh thừa. Rồi em xin quay lại một lần nữa cho cô chú mình nhìn cái nha. Cái này nó có số seri là 220173 220173. Cái này là SS 50. Máy này bên em có thay bạc sơ mi bê tông. Còn cam gốc là bên em hoàn toàn không đụng cô chú. Cái máy này em nay em bán cô chú là 41 bao ship nha. Còn cô chú nào tự dân chuyển thì em trừ đi 350. 41 bao ship cô chú. Máy liền lạc đủ đồ. Chỉ có thiếu cái bóng đèn nha cô chú. Rồi cô chú nào làm được máy này alo giùm em nha. Rồi, tiếp tục con bên đây là cái này, con này là con ế độ của em lâu năm rồi nè. Con này là con nợt máy NS50, cô chú nhìn nó phải lắp đẹp nè. Máy lốc vàng. Còn mặt gam này đó em nhớ là mặt gam này em đặt. Em hết mặt gam đặt trên Long Xuyên gì hết 400 ngàn mặt gam. Bộ có dầu còn, ly dầu còn đẹp cô chú ơi. Thiếu chụp heo. Máy nó bung rồi cô chú. Bung rồi mà bây giờ bị nó ế lâu năm quá. Giờ em hết nhớ là em bung làm gì em không nhớ luôn. Thùng dầu thì nó về đây, thiếu nắp cô chú, nắp thì em dặn lại cho cô chú. Cái này bê tông nó 75 ly, cái này nó chạy công suất nó ngang tương đương với cái D6 mình rồi. Số series của nó là 1377 gì vậy cô chú ơi, 1813 gì á. Nắp lát nó đẹp vậy nè. Hồi đó bung ra làm gì thì em không nhớ, còn cam cốt thì chắc ăn là bên em không có đụng chạm tới cô chú nguyên bản. Này thích hợp của cô chú gì bơm nước bỏ đồng đó. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú coi thôi. Con ra sao đóng cửa đói cửa hông chú đi coi. Rồi sắp tối. Mấy cái đắp thì lắp còn đẹp quá trời đẹp. Cái chạy thì bơm mép rất là chỉnh thôi chứ. Có điều lâu lâu là như dương dầu. Em có cảm giác giống như dương dầu. Cô chú chạy bơm nước này là quá ok luôn. Chạy cái này là nước lên dưới ống luôn rồi. Mà em nghĩ có khi là mình chạy qua đây hết thôi chứ. Rồi em tắt đi được. Rồi em quay lại một lần nữa cho cô chú mình nhìn nha. Cái nắp flap nó còn rất là mới luôn nè. Rồi trước bung làm gì thì em biết nhưng mà cốt thì bảo đảm là không có đụng tới nè. Bị lâu rồi em không có nhớ là làm cái gì nữa cô chú. Nên bây giờ là hỏi em cũng thật sự là không nhớ. Còn máy này thì công suất nó là bê tông nó 75 ly tương đương với D6 mình á. Cái này em xả lỗ cô chú là 350 bao ship cô chú. Chứ bây giờ lấy vô là giá cao hơn. Máy này nếu mà cô chú chạy qua đây nó hết thì rất là ok luôn á. Em thấy có bơm bét nó chững lắm. Chạy nó nhạy tiếng nó đều mà chỉ có điều là khối em thấy nó làm. Không biết mình chạy qua đây nó hết không á thì cái chuyện đây cũng không biết nữa. Vì lý do ở đây mình không có chạy qua đây được.
trong cái nhà cái nó ồn quá à, đó vậy đó. Rồi cô chú nào đầm được máy này thì alo giùm em nha, hoặc là cô chú nào có mua hai cái thì mỗi cái em bớt thêm cô chú 100.000 cô chú. Rồi anh cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi chào tạm biệt cô chú, cô chú cảm ơn tụi con nha.